giang hồ xứ Thanh và những thương vụ thanh trừng đẫm máu. Nhắc đến các phần tử giang hồ hảo hán, lâu nay người ta chỉ nghĩ đến Đất Cảng hoặc xứ Nghệ với những vụ xả súng thanh toán nhau kinh hoàng ngay giữa phố để khẳng định số má. Thế nhưng, ở một thành phố vốn được đánh giá là yên bình như Thanh Hóa, hoạt động ngầm của giới giang hồ nơi đây cũng đã từng sục sôi không kém. Trong cuộc chiến tranh giành lãnh địa và khẳng định số má ấy, băng nhóm do Lê Khắc Cường, 30 tuổi, trú phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, còn gọi là Cường Trưởng, ông chủ vũ trường vùng trời xanh, cầm đầu khoảng 30 tên đàn em là những kẻ tiền án tiền sự đầy mình, đã nhanh chóng giành thế thượng phong với những trận thư hùng huyết chiến kinh hoàng. Manh nha và hoạt động lén lút từ năm 2005, nhưng chính thức ra mặt thì phải kể đến năm 2008, khi hoạt động cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê của các băng nhóm xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã đến mức báo động. Để tồn tại, buộc các băng nhóm phải phô trương thanh thế, thậm chí thanh trừng lẫn nhau. Thời điểm này, trên chính trường nổi lên hai ổ nhóm đáng chú ý, gồm băng nhóm của Nguyễn Văn Vi, 30 tuổi, trú ở phố Tân An, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, và băng nhóm của Lê Khắc Cường, 29 tuổi, trú ở lô 12, Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ. Các nhóm đối tượng này không chỉ hoạt động tinh vi, sử dụng vũ khí nóng để gây ra hàng chục vụ cố ý gây thương tích, mà còn có những thủ đoạn gian xảo để đối phó với cơ quan điều tra. Điển hình như chúng chọn thời điểm gây án là vào đêm khuya, sử dụng mũ bảo hiểm, khăn bịt mặt để che giấu tung tích. Một số vụ án, sau khi cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ được, thì bằng cách này hay cách khác, bọn chúng đã khống chế, đe dọa hoặc dùng tiền mua chuộc để bị hại rút đơn hoặc từ chối giám định thương tích. Chính những điều đó đã khiến cho các băng đảng này tồn tại và hoạt động âm ỉ suốt một thời gian dài. Từ vụ đấu súng kinh hoàng trên phố, đó là vụ án xảy ra vào đêm 30 tháng 6. Mặc dù thời gian đã qua rất lâu, nhưng với những người được chứng kiến màn đấu súng hãi hùng xảy ra tại phố Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa thì vẫn chưa hết cảm giác rùng mình. Hôm đó, tầm 12 giờ khuya, vì trời nóng nên vẫn có nhiều người dân vác ghế ra vỉ hè hóng gió. Trong không gian tĩnh mịch, vắng lặng ấy, bất chợt tất cả những ai có mặt trên một số tuyến phố chính ở phường Điện Biên đều giật bắn mình về những tiếng súng chát chúa lạnh lùng vang trong đêm vắng. Tiếp đấy là những tiếng la hét thất thanh, tiếng rồ ga, tiếng người chạy huỳnh huỵch phá tan màn đêm tĩnh lặng. Thoáng chốc, hai tốp thanh niên đi xe máy rượt đuổi nhau đến trước nhà số 68 Lê Hoàn thì hai nhóm bắt kịp nhau. Súng lại tiếp tục lổ, tiếng hò hét, tiếng đao kiếm va vào nhau chát chúa. Phải mất gần 30 phút, vụ ẩu đả mới kết thúc. Những kẻ côn đồ biến mất trong màn đêm. Mọi người trấn tĩnh chạy ra hiện trường. Ngã tư Nguyễn Mộng Tuân cắt đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Lam Ngạn thì phát hiện giữa ngổn ngang đống vỏ chai bia vỡ lát là một người nằm bất động trong vũng máu. Lúc này gần 2 giờ sáng, mọi người hốt hoảng gọi cấp cứu, nhưng tất cả đã muộn màng.
Nạn nhân xấu số đã chút hơi thở cuối cùng tự lúc nào. Qua xác minh ban đầu, người thanh niên thiệt mạng do dính đạn AK là Phạm Đức Tuyên, 31 tuổi, trú phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Số tang vật công an thu được gồm 13 vỏ đạn và 6 đầu đạn AK, 1 vỏ đạn K54, 5 dao mác và nhiều vỏ chai thủy tinh. Hiện trường vụ án rất rộng, được xác định kéo dài từ hiệu sách trên đường Lê Hoàn đến ngã ba đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Mộng Tuân, với 3 điểm diễn ra ẩu đả. Với những gì đã xảy ra cho thấy, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng chưa từng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ban chuyên án đặc biệt nhanh chóng đã được thành lập do Đại tá Trịnh Xuyên, lúc bấy giờ đang là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra làm trưởng ban, Thượng tá Lê Trọng Dinh, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội làm Phó trưởng ban thường trực. Hàng chục điều tra viên, trinh sát giỏi của Công an tỉnh, Công an thành phố Thanh Hóa được huy động vào cuộc điều tra. Đến vụ thanh toán nhầm đối thủ giữa ba băng đảng. Tiếp tục mở rộng điều tra, ban chuyên án nắm được thông tin sau trận nổ súng kinh hoàng có 4 thanh niên phải vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp lực. Tuy nhiên, khi tiến hành lấy lời khai thì những người này cũng không biết nhóm người đã truy sát mình là ai. Bởi khi hành sự, tất cả đều bịt mặt và đội mũ bảo hiểm. Tuy vậy, ngay sau khi danh tính của 4 nạn nhân được làm rõ, gồm Ngô Như Hòa, Nguyễn Xuân Chiến, Nguyễn Thế Hiếu và Nguyễn Đình Hiệp, thì manh mối vụ án đã dần hé lộ, bởi các nạn nhân trên đây đều là những thành phần có số má, từ lâu đã được liệt vào tầm ngắm của công an địa phương. Rõ ràng bọn chúng biết rất rõ kẻ truy sát mình là ai, nhưng đã cố tình bất hợp tác với trinh sát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã nhanh chóng làm rõ 4 thanh niên bị bắn đang nằm điều trị tại bệnh viện là người của 2 nhóm do Nguyễn Xuân Chiến, tức Chiến Bẹp và Ba Duy cầm đầu. Cùng với nhóm do Lê Khắc Cường cầm đầu thì đây chính là 2 trong số 3 băng nhóm côn đồ thường đi chơi đêm, ẩu đả nhau gây náo loạn phố phường. Đến đây, ngoài những thành phần được điểm mặt chỉ tên, chân dung cường trưởng cũng đã được dựng lên. Lê Khắc Cường được dân anh chị xứ Thanh biết đến trước hết là cương vị của ông chủ nơi ăn chơi thác loạn bậc nhất, vũ trường vùng trời xanh. Mới ngoài 20 tuổi, nhưng Cường nổi tiếng ngang tàng, lì lợm khi là kẻ chuyên đầu têu các vụ đâm chém nhau. Học đến lớp 7 trường làng, Lê Khắc Cường đã bỏ học, lêu lỏng đàn đúm cùng lũ bạn xấu. 15 tuổi, hắn được bố mẹ tạo công ăn việc làm bằng cách bỏ tiền tỷ ra xây dựng sàn nhảy lấy tên vùng trời xanh rồi cho hắn làm ông chủ nhỏ. Có địa vị, danh phận rõ ràng và đặc biệt là được bố mẹ vốn là những người giàu có và quan hệ rộng chống lưng. Lê Khắc Cường càng tỏ ra hung hăng. Đã nhiều lần hắn phải bập tay vào cổng số 8 vì can tội cố ý gây thương tích, gây gổ, đánh nhau làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư. Nhưng chỉ sau vài tiếng đồng hồ, hắn lại vênh váo trở về và vụ sau lại ngang tàn hơn vụ trước. Liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng trên phố đêm 30 tháng 6, khi được hỏi để xác minh xem hắn có liên quan hay không, thì với bản tính ma lanh, Cường trưởng cũng như tất cả những ai thân cận hắn đều cho biết thời gian xảy ra vụ án, hắn đi tầm quất. Quá trình làm việc với nhân viên đã đánh tầm quất cho hắn hôm đó thì được biết đúng là tên này có đến sông hơi tầm quất tại đây, nhưng hắn có đi ra ngoài tầm 30 phút rồi mới quay lại.
Từ những chứng cứ thu thập được, ban chuyên án nhận định Lê Khắc Cường chắc chắn có liên quan đến vụ nổ súng nói trên. Vấn đề bây giờ là phải tìm bằng được bằng chứng xác thực để bắt kẻ coi thường pháp luật này phải cúi đầu nhận tội. Hướng điều tra lúc này được nhắm đến chính là những tên đàn em thân tín của Lê Khắc Cường. Bước ngoặt của chuyên án được mở ra khi bất ngờ Lê Khắc Cường cùng bố bí mật rời khỏi nhà không ai biết đi đâu. Trong khi bốn thanh niên bị xả súng đã cùng nhau đến cơ quan điều tra để khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả hôm 30 tháng 6 trên phố. Theo đó, tối hôm xảy ra vụ án mạng, Nguyễn Văn Chiến, tức Chiến Bẹp, Phạm Văn Huy, tức Y Lắc, Nguyễn Hữu Vinh, tức Em Bé, Bùi Cao Cường, tức Cường Cao, Ngô Như Hòa, tức Hòa Hát, Lê Văn Linh, tức Linh Sẹo và Trần Văn Hạnh đang trên đường tới điểm hẹn đánh nhau với nhóm của Nguyễn Công Duy thì nhìn thấy Lê Khắc Cường chở bạn gái đi chơi. Do có mâu thuẫn từ trước, nên khi nhìn thấy Cường chỉ có một mình, cả nhóm quay xe hè nhau đuổi theo để chém địch thủ nhưng Cường chạy thoát. Sau đó, cả nhóm sực nhớ tới lời thách đấu của đối thủ là nhóm của Nguyễn Công Duy nên tiếp tục đến cầu sân để giáp chiến. Thế nhưng trên đường đến điểm hẹn, lúc vừa chạm phố Lê Hoàn, nhóm này đã bị Lê Khắc Cường lúc này kịp hô quân gọi lính ào đến chặn đánh. Tại đây, thế trận nhanh chóng được định đoạt khi nhóm Cường trưởng sử dụng AK và K54. Còn nhóm của Chiến đã thất thế và bỏ chạy. Trong lúc tháo thân, các đối tượng này vẫn kịp nhận ra chính Cường trưởng đã ôm khẩu K54 bắn hai phát vào đối thủ làm đạn trúng chân hai địch thủ. Trong khi đó, băng nhóm của Nguyễn Công Duy vẫn đang trong tư thế sẵn sàng ngân chiến mà không hề hay biết có sự cố giáp lá cà của hai nhóm đối thủ trên đường đi nên vẫn tiếp tục đứng yên ở vị trí, sẵn sàng chiến đấu. Trong khi nhóm của Lê Khắc Cường không hề hay biết hai đối thủ của mình đang hẹn nhau thanh toán, lên thấy đã diệt được kẻ định ám sát mình, cả bọn ung dung nhằm hướng cầu sân đi thẳng, mục đích là vừa trốn khỏi sự truy đuổi của lực lượng công an, vừa định về vũ trường ăn mừng thắng lợi. Thế nên khi thấy nhóm người lù lù xuất hiện, nhóm của Duy đã dùng vỏ chai bia đánh phủ đầu rồi cầm dao, kiếm xông ra chém tới tấp. Phía Cường trưởng cũng không biết địch thủ trong đêm tối của mình là ai, nên đã nổ súng bừa để thoát thân và hậu quả là đã làm tên đàn em Phạm Đức Tuyên chết tại chỗ. Nguyễn Thế Hiếu và Nguyễn Đình Hiệp bị thương, được đồng bọn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Chân dung ông chủ vũ trường thác loạn đệ nhất xứ Thanh. Sau khi gây án, biết lực lượng công an đang truy tìm giáo giết, Cường trưởng đã được bố thu xếp đưa vào thành phố Hồ Chí Minh trốn chạy. Và ngày 1 tháng 8, trong lúc chuẩn bị vượt biên ra nước ngoài thì hắn đã bị bắt giữ. Ngay sau khi ông chủ vũ trường này xa lưới, nhiều tay chân của hắn cũng lần lượt phải tra tay vào còng. Đáng chú ý, trong số đó có Lê Thanh Hợp, tức Hợp Cán, 36 tuổi, ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa. Hợp có nhiều tiền án tiền sự, 3 lần đi tù về tội cố ý gây thương tích, được Cường thâu lạp về làm ở vũ trường vùng trời xanh. Vợ y là Nguyễn Thị Phương, 30 tuổi, đang thi hành án tù trong trại giam Linh Khánh về tội buôn bán ma túy. Hợp rất lì được Cường tin dùng. Ngay sau khi bị bắt, bằng nhiều biện pháp tác động khác nhau, Lê Thanh Hợp đã thành khẩn khai báo quá trình phạm tội của ông chủ vũ trường vùng trời xanh. Bởi hơn ai hết, gã chính là tay chân đắc lực của Cường trưởng, nên biết tường tận mọi hoạt động cũng như ân oán giang hồ giữa ông chủ vũ trường vùng trời xanh với các băng nhóm côn đồ khác trên địa bàn. Theo đó, vũ trường vùng trời xanh của Cường trưởng chỉ là một sân khấu nhỏ
vừa biểu diễn ca nhạc, vừa làm lơi nhảy của đám thanh liên. Nhưng vì sợ oai ông chủ nhỏ, lớp thanh liên choai choai đến đây đều gọi đó là vũ trường. Cùng với sự xuất hiện của vùng trời xanh, thời gian đó trên địa bàn thành phố Thanh Hóa còn có hai vũ trường khác, trong đó có vũ trường Bò Lu của Nguyễn Triều Phương, tức Phương Cu Tý. Giữa Cường Trưởng và Phương Cu Tý thường xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh giành khách. Để xử Phương, Cường thâu lạp khoảng 30 thanh liên đều là những kẻ côn đồ thất nghiệp về làm cho vũ trường của mình, dùng họ vào những việc đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi, đánh bạc. Ngoài những tên thuộc diện lang thang không nghề ngỗng, có một số thanh liên con nhà tử tế bị Cường rủ dê lôi kéo vào băng nhóm. Khi đã đủ mạnh, Cường Trưởng bắt đầu gây ra hàng loạt vụ cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc, đòi nợ thuê. Bọn chúng có hàng tá đao kiếm giấu trong đống thùng đựng vỏ chai bia, nước ngọt ở vũ trường. Mỗi khi Cường hô một tiếng là sẵn sàng lấy hung khí đi đánh nhau. Trước mỗi trận huyết chiến, bao giờ Cường Trưởng cũng bắt đàn em mặc áo phông đen, bịp mặt tháo biển số xe. Thậm chí khi thấy các băng nhóm đối thủ cũng trang bị nhiều dao kiếm, Cường Trưởng đã quyết định lên đời vũ khí bằng cách lên Lạng Sơn mua khẩu K54 và 7 viên đạn. Cùng với đó, Lê Thanh Hợp còn kịp mượn về khẩu AK cưa báng. Với hai khẩu súng này, mỗi lần xảy ra ẩu đả, Cường thường cho đàn em mang ra hăm dọa, có lần còn bắn chỉ thiên để ra oai. Qua lời khai của Lê Thanh Hợp, trong vai trò chủ mưu của Lê Khắc Cường trong vụ thanh toán đẫm máu xảy ra đêm 30 tháng 6 đã được làm rõ. Ngoài ra, Lê Khắc Cường còn chỉ đạo đàn em gây ra 6 vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn. Song sau mỗi trận huyết chiến với thanh thế của mình, hắn lại kêu người đến thương lượng bằng bồi thường, kèm theo dọa dẫm nên không có trường hợp nào dám đứng ra tố cáo. Thậm chí có bị hại mặc dù bị chém đứt gân tay, bạt bả vai nhưng vẫn làm đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Cường Trưởng. Điển hình như vụ rượt đuổi chém người xảy ra vào ngày 23 tháng 4 tại số nhà 16 Đinh Công Tráng. Để rửa hận cho đàn em Nguyễn Thế Việt bị Đỗ Trọng Cường, tức Cường Chip, 18 tuổi, ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, cầm chai bia đuổi đánh, Cường Trưởng đi tìm tóm được Cường Chip đang ngồi trong quán cà phê cùng nhóm bạn. Cả bọn đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, rồi dùng lê kiếm xông vào chém, khiến Cường Chip bị nhiều nhát chém vào chân, vai, gây thương tích nặng. Chưa dừng lại ở đó, cả bọn còn lôi Cường Chip lên xe máy chở tới rừng thông xử tiếp. Đến khi thấy tên này ngất lịm đi mới đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trở lại vụ xả súng kinh hoàng là một người chết và 4 người khác bị thương tại ngã tư Nguyễn Mộng Tuân giao cắt với đường Trần Hưng Đạo, phường Lam Ngạn, thành phố Thanh Hóa vào ngày 30 tháng 6. Sau khi hoàn tất điều tra liên quan đến những phi vụ khác trước đó, Lê Khắc Cường bị truy tố về các tội giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép và bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt án tù chung thân. Các đồng phạm với Cường cũng bị phạt tù từ 25 tới chung thân về các tội giết người, cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.